các bác ạ, em đến từ shop đồ Đông Sơn ạ. Giới thiệu các bác, đây là bộ đỉnh của chúng em ạ. Đây các bác cho xem bộ đỉnh của chúng em nó như thế nào ạ. Đây bộ đỉnh của chúng em nó như thế nào ạ. Đây là phần chân này, đây là phần giữa này, đây là phần đầu ạ. Các bác thấy ạ, đây này, được khắc họa tiết rất là đẹp luôn các bác. Các bác thấy không ạ, họa tiết rất là đẹp. Đây ạ, được làm bằng đồng nguyên chất các bác. Đây là màu hay, đây là màu giả cổ nha các bác, đường vân khắc nổi chi tiết rất là sắc nét, các bác có thấy không ạ? Đây ạ, em sẽ lấy cái này cho các bác xem ạ. Đây là phần đầu con lân ạ, có thấy không ạ? Đây ạ, chi tiết rất là sắc nét ạ. Đây ạ, có thấy không ạ? Đây con lân này, thấy không? Đây ạ, em để vào đây nhé. Về cái chiều cao của cái con cái bộ đỉnh này thì cho các bác coi ạ. Chiều cao ạ. Đây. Là 43 cm ạ, có thấy không ạ? Chiều cao là 43 cm ạ. Về cân nặng của cái bộ đỉnh này, em cho các bác coi chiều ngang nữa chứ. Đây, em sẽ bỏ này ra, em sẽ cho các bác coi chiều ngang nhé. Chiều ngang là 20 ạ, 22 ạ, 22 cm ạ, chiều ngang 22 cm ạ, có thấy không ạ? Về cân nặng, về cân nặng em sẽ cho các bác coi ạ. Em để đây này. Về cân nặng là 6 kg ạ, các bác thấy không ạ? Cân nặng 6 kg. Đây các bác thấy không ạ? Bộ đỉnh này con rồng được khắc nổi, đều là khắc nổi đường vân chi tiết rất là sắc nét, các bác thấy đẹp không ạ? Bác nào muốn mua hãy liên hệ qua cho em nhé, qua số điện thoại 0356 07802. Em cảm ơn ạ.